Chủ tịch tập đoàn Samsung Jay Whaley ngày hôm qua đã được Tòa án Seoul, Hàn Quốc kết luận trắng án trong cáo buộc gian lận tài chính và thao túng cổ phiếu khi sáp nhập các công ty con của Samsung vào năm 2015. Vâng, trước đó thì vào tháng 11 của năm ngoái thì các công tố viên đã yêu cầu mức án 5 năm tù đối với chủ tịch tập đoàn Samsung với cáo buộc vi phạm đạo luật thị trường vốn để thiết kế một vụ sáp nhập giữa Samsung C&T và Cheon Industry nhằm xâm phạm lợi ích của các cổ đông thiểu số. Tuy nhiên thì ông Lee đã phủ nhận hành vi sai trái. Phán quyết này của tòa án Seoul vẫn có thể bị các công tố viên kháng cáo.